Hi, chào tất cả các bạn nha. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách bắt gà đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Thường thì ở nông thôn, ở quê á, chúng ta thường nuôi gà thả lan, thả vườn. Mỗi khi mà bắt gà để làm thịt, cúng dỗ hay tụ họp gì đó, trụ gà rất là nhát, chúng ta rất là khó bắt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một mẹo nhỏ thôi, đảm bảo các bạn sẽ thực hiện thành công, bắt chiến bắt thắng, theo chân mình nha. Và đây là dụng cụ để bắt gà. Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần một sợi dây và một nắm thức ăn là chúng ta có thể bắt gà được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái vòng nha, để có thể siết chân của con gà. Đơn giản thôi các bạn, làm một cái vòng rất chi là đơn giản. Xong, như thế này là xong. Bỏ chén cơm vào, chờ tụi gà ở chỗ kia nó sẽ tới ăn. Mình chỉ việc là mình nắm cái đầu sợi dây, mình kéo thôi, không chừa phát nào, bắt chiến bắt thắng. Các bạn hình dung nha, đấy, gà nó sẽ tới ăn cơm. Mình nắm cái đầu sợi dây, mình kéo, và các sợi dây này nó sẽ xếp vô chân của con gà. Thế là mình có thể bắt gà được rồi nha. Giờ mình sẽ thực hành luôn nha. Chúng ta sẽ làm cái vòng vừa đủ thôi, miễn sao có khoảng trống để cho tụi gà nó chui vô là được. Nó ăn là mình có thể mình giật. Bây giờ chúng ta sẽ rã thức ăn lên ở giữa vòng và một ít ở bên ngoài. Và đây, các bạn nhìn rõ nha, rất là đơn giản. Gà nó sẽ tới, nó sẽ ăn. Mình chỉ việc nắm đầu sợi dây, mình kéo, vòng nó sẽ siết đôi chân con gà. Mục tiêu đã xuất hiện các bạn ơi. Đù, bà Bôn đi đâu vậy nè? Đi ra kia, đi. Đối tượng đã nằm trong tầm ngắm. Chuẩn bị giật nha các bạn. Chuẩn bị giật nha. Một, hai, ba. Dính rồi các bạn ơi, dính rồi. Rất đơn giản nha các bạn. Các bạn thấy hữu ích thì cho mình một tim, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhờ của anh hả? Giờ thì mình sẽ thả con gà ra nha, chứ mình không bắt làm thịt đâu. Rồi, thế là xong. Các bạn chia sẻ giúp mình và ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất bên mình nha. Chào các bạn nha.